Sáng ngày 7 tháng 8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin diễn biến mưa lũ sạt lở đất ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc đã ảnh hưởng đến vận hành nguồn và lưới điện. Mặc dù vậy, mưa lũ trên cả ba miền, lưu lượng nước về các hồ tăng cao đã bổ sung lượng nước đáng kể về các hồ thủy điện. Lúc 8 giờ ngày 7 tháng 8, một số hồ thủy điện phải xả tràn để điều tiết như Lai Châu, Hội Quảng, Trung Sơn, Khe Bố, Sông Ba Hạ, An Khê, Srebok Ba, Buôn Cốp. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đề nghị các đơn vị phát điện trong hệ thống tuân thủ nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trong bối cảnh mưa lũ diễn ra ở nhiều khu vực. Tại Yên Bái, khu vực nhà máy thủy điện Hồ 4 có lũ quét mạnh, sạt lở đất, gây sự cố đường dây 110 kV và trụ sở làm việc của nhà máy thủy điện Hồ 4, huyện Mù Cang Chải bị mất điện do sự cố tại 80 trạm biến áp. Tại Sơn La, một số cột điện, một số đoạn đường dây 35 kV tại các huyện Mường La, Quỳnh Nhai bị vùi lấp, gãy đổ, gây ảnh hưởng đến cung cấp điện cho một số khách hàng tại khu vực. Dự kiến khôi phục cấp điện lại vào ngày 9 tháng 8. Tại Lai Châu, một số tuyến đường và đồi núi tại khu vực Bản Mùi bị sạt lở, gây sự cố đường dây 35 kV tại Bản Mùi, làm mất điện 5 trạm biến áp. Tại Điện Biên, mưa lũ cũng làm một số cột điện 35 kV khu vực Nậm Hạ bị sạt lở đất móng cột, nguy cơ gây sự cố.